cùng theo đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không gánh gánh thù, chẳng gian dối lòng năm nữa vì những người xa vội. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đang nghe qua ca khúc rất là ý nghĩa của anh Đức, chồng của chị Nga. Thì thưa quý vị, đây là môi trường mà anh Hòa sẽ làm việc trong những ngày tới. Thì thấy gia đình có tâm, quý vị thấy gia đình có tâm cũng tạo điều kiện này kia cho anh Hòa làm, quý vị cũng thấy rất là vui khi mà anh đã về được với một cái môi trường mà có cái tình yêu thương nữa quý vị, nên là cũng thấy rất là mừng cho anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chợ Đông nha, tặng ra chị nha. Chợ Đông Karaoke. Chợ Đông Karaoke. À, hôm nay đó thì quý vị rất là vui khi được thăm gia đình của nhà anh Nhân và chị Nga, rất là vui. Anh Nhân cũng hát nhiều bài rất là hay. Và hôm nay thì giống kiểu là một tập trợ trước đó, để bữa nào đám cưới hai người được hát. Hôm nay tặng cho hai anh chị bài Chợ Đông nha. Chợ Đông bây giờ anh Nhân mới hát xong rồi mưa. Rồi thôi, chị Hạnh cũng hát một bài nha, để ấp chợ chỗ nào đó quý hai người chúng ta hát. Em ơi, có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi, có phải trời đang sáng đâu? Yeah.
tôi thấy một cặp đôi nào nó đẹp như thế này, đề nghị chúng ta cho anh làm nữa. Rồi, xin cảm ơn kìa. Đúng rồi. Năm nay tôi 70 tuổi mà tôi chưa thấy cặp đôi nào nó đẹp như thế này. Đơn quá. Rồi vậy chị Nga thầy á. Dạ. Dạ. Anh hát thì chắc là anh hát hết phần chị. Chị nếu vậy thì chị Hạnh hát bài hát. Chị hát một cái hơi của chị kém. Hát một tí cho nó vui. Hát tặng đôi lòng lòng yêu em. Trong những đêm dài nhiều yên.
ta nghe ca khúc Hồng Ngựa mang tên em, một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, ca ngợi về quê hương Đồng Tháp. Tôi sẽ về thăm quê hương Hồng Ngựa, nhìn lúa tháp người vươn lên đầy đồng, nhìn giàu lòng tiền ra đêm ai, nhìn cánh chim trời tung bay mà nghe tuyến lưu dần đầy. Hồng Ngựa ơi, tôi sẽ không bao giờ quên, tôi vẫn hay gọi tên em trong những đêm dài lưu luyến. Em yêu ơi, em nào biết trong thương tôi thầm thương sẽ có ngày, có ngày sớm mai bên hương. Tôi sẽ về thăm quê hương Hồng Ngựa, dù bao cách trời nhưng không nhạt nhòa. Tình này dành cho đêm đó và khắc ghi vào tim hương Hồng Ngựa nhớ hương muôn đời. Tình này dành cho em đó và khắc ghi vào tim tôi Hồng Ngựa nhớ. Bởi vì quý vị biết rằng là hôm nay thì vợ chồng của anh Nhân và chị Nga đã dành tình cảm đặc biệt cho các hai anh chị và quý vị, nên là rất là cảm ơn thời gian đó anh dành cho quý vị cũng như là dành cho cô chú hôm nay. Cho nên là quý vị cũng dám làm mất thời gian của anh chị nhiều, nên quý vị xin được kết thúc buổi giao lưu văn nghệ tại đây nghe. Xin chân thành cảm ơn, xin chào tạm biệt quý vị.